Thưa quý vị, thưa các bạn, CPTPP là một thị trường gồm 11 nước thành viên lớn với gần 500 triệu dân, với GDP chiếm trên 13,5% GDP toàn cầu. Các thị trường vẫn còn tiềm năng rất lớn nhập khẩu nông sản là Nhật Bản, Australia, Canada, Mexico, Peru, v.v. Nông sản khi xuất khẩu vào thị trường các nước trong khối CPTPP với thuế suất từ 5 đến 10% hiện nay sẽ được hưởng 0% trong thời gian tới, trước mắt là đối với Canada, Nhật Bản. Sau hơn 2 năm, Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP chính thức có hiệu lực, kim ngạch trao đổi thương mại giữa Việt Nam và các nước thành viên trong khối đã ghi nhận nhiều tín hiệu khả quan. 10 tháng đầu năm 2021, mặc dù tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn ra phức tạp, nhưng với sự nỗ lực của chính phủ, doanh nghiệp, các hiệp hội ngành hàng, kim ngạch xuất khẩu mặt hàng nông lâm sản đạt 19,2 tỷ đô la Mỹ, tăng 15,1% và chiếm 7,2% tổng kim ngạch xuất khẩu. Một số mặt hàng nông sản chủ lực của Việt Nam như gạo, hạt điều, rau quả, cà phê, kim ngạch xuất khẩu đạt trên 1 tỷ đô la Mỹ đến gần 3 tỷ đô la Mỹ và thị trường các nước CPTPP đã góp phần quan trọng vào tăng trưởng xuất khẩu nông sản trong thời gian qua. Trong lĩnh vực nông thủy sản xuất khẩu thì nguyên nhân tại sao mà chúng ta có thể đạt được cái xuất khẩu, cái kim ngạch xuất khẩu tăng trưởng như vậy trong cái bối cảnh hiện nay mà chúng ta đang gặp cái khó khăn nhất là về dịch bệnh như thế, thì trước hết đó là cái sự nỗ lực cố gắng đấy của các địa phương, các doanh nghiệp, và một cái điều nữa ấy, đó là cái việc chúng ta tận dụng rất tốt những cái ưu thế, những cái lợi thế của chúng ta từ các cái hiệp định thương mại tự do, nhất là như là TPP, như là EVFTA và một số các hiệp định song phương khác của các cái thị trường. Theo các chuyên gia, từ một nước phải nhập khẩu nông sản, hiện Việt Nam đã trở thành quốc gia xuất khẩu có thứ hạng cao về số lượng trên thị trường thế giới. Có nhiều mặt hàng nông sản xuất khẩu của Việt Nam đang chiếm thứ hạng cao trên thế giới như gạo, hồ tiêu, hạt điều, thủy sản, rau quả, thực phẩm chế biến, v.v. Ngành nông nghiệp cũng đang dần định hình được thương hiệu, uy tín về chất lượng, giá cạnh tranh trên thị trường thế giới trong khuôn khổ các hiệp định thương mại tự do, đặc biệt là các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới như CPTPP. Việc thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp bước đầu đạt được kết quả tích cực, hình thành các vùng sản xuất nông sản hàng hóa chuyên canh, áp dụng công nghệ cao hướng đến tiêu dùng trong nước và gia tăng xuất khẩu. Hiện chất lượng nông sản Việt Nam ngày càng được cải thiện theo hướng áp dụng các tiêu chuẩn sản xuất an toàn như VietGAP, GlobalGAP. Tận dụng được những cái lợi thế của các cái hiệp định thương mại thế hệ mới, chúng tôi cũng xác định là cái thứ nhất là cái số lượng hàng hóa nó phải tương đối là đáp ứng được cái nhu cầu thị trường. Thứ hai là chất lượng của sản phẩm hàng hóa nó phải đảm bảo so với lại cái kết quả đã được chứng nhận để sản phẩm của mình có thể vào được những thị trường khó tính. Hội nhập kinh tế quốc tế nói chung và việc tham gia các hiệp định thương mại tự do nói riêng, đặc biệt là các hiệp định thế hệ mới với tiêu chuẩn cao và toàn diện như hiệp định CPTPP, không chỉ mang lại cơ hội mà kèm theo cả những rủi ro và thách thức. So với các thành viên khác, Việt Nam có lợi thế về sản xuất nông thủy sản nhiệt đới, có khả năng cạnh tranh cao, giá thành thấp, nguồn nguyên liệu dồi dào, nhưng nhóm mặt hàng nông sản chế biến như Việt Nam cũng sẽ phải đối mặt với thách thức lớn do ngành công nghiệp chế biến nông sản của Việt Nam chưa được phát triển như các nước thành viên khác. Ngoài ra, việc hỗ trợ kết nối hình thành chuỗi liên kết sản xuất, phân phối các sản phẩm nông nghiệp chủ lực vẫn còn gặp nhiều khó khăn do người sản xuất chưa thực sự bảo đảm các tiêu chuẩn về chất lượng, mẫu mã, bao bì sản phẩm, giấy chứng nhận nên chưa đáp ứng nhu cầu thu mua của các nhà phân phối. Mối liên kết trong việc nghiên cứu, ứng dụng khoa học, sản xuất thu mua, chế biến, tiêu thụ, phân phối còn bất cập. Việc kết nối các khâu của chuỗi giữa cơ sở sản xuất với cơ sở kinh doanh còn yếu, chưa ký kết được những hợp đồng ổn định lâu dài, kế hoạch và chiến lược sản xuất kinh doanh chưa phù hợp. Tuy nhiên, cùng với những tín hiệu tốt về xuất khẩu nông sản thời gian qua, Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã đưa ra những mục tiêu tổng kim ngạch xuất khẩu của ngành nông nghiệp năm 2021 đạt khoảng 45 tỷ đô la Mỹ, cao hơn so với chính phủ giao 3 tỷ đô la Mỹ. Để thực hiện thành công mục tiêu này, các cơ quan chức năng sẽ thực hiện các giải pháp tác động vào các sản phẩm chủ lực xuất khẩu có triển vọng và khả năng tăng giá trị xuất khẩu trên cơ sở tận dụng hiệu quả cơ hội từ các hiệp định thương mại tự do, nhất là hiệp định thương mại thế hệ mới, trong đó có hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương CPTPP. Với tinh thần chủ động nhưng không chủ quan trước dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, Việt Nam sẽ thực hiện các giải pháp để thúc đẩy tiêu thụ nông sản tại các thị trường CPTPP, bao gồm cải cách thể chế, hành lang pháp lý và môi trường đầu tư kinh doanh như hoàn thiện các luật, nghị định khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, đặc biệt là các nghị định đặc thù như nông nghiệp hữu cơ, triển khai tốt đề án cơ cấu ngành nông nghiệp, xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu, đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại trực tuyến dựa trên nền tảng số, tiếp tục đàm phán kỹ thuật và mở cửa thị trường nông sản với các thành viên CPTPP. Thời gian tới thì chúng tôi triển khai nó là đổi mới cái cách thức hoạt động các cái hoạt động xúc tiến thương mại khu vực nông nghiệp cho phù hợp hơn với lại từng cái đối tượng, phù hợp hơn với lại từng cái nhóm hàng
ngành hàng và phù hợp hơn với lại từng cái khu vực thị trường. Cụ thể ở đây thì khi mà nói đến là khu vực thị trường tại Úc thì chúng tôi cũng phối hợp với thương vụ của Việt Nam tại Úc là tổ chức cái tuần lễ về để quảng bá về thương hiệu gạo của Việt Nam là một cái loại gạo mà ngon nhất thế giới và chất lượng nhất thế giới, góp phần là nâng cao uy tín và vị thế của sản phẩm hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam đến những cái thị trường đối tác CPTPP nói riêng và FTA nói chung. Có thể nói là thỏa thuận thương mại tự do FTA thế hệ mới có quy mô lớn nhất mà Việt Nam tham gia, Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP được xem là cột mốc có tính bước ngoặt trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế theo chiều sâu của Việt Nam. Nhiều cam kết của CPTPP đã được triển khai trên thực tế, trong đó những kết quả xuất khẩu nông sản cũng đã được phản ánh thống kê qua các số liệu thống kê tăng trưởng trong hơn 2 năm qua đã phần nào phản ánh bức tranh hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng của Việt Nam.